Hành trình kết nối những trái tim, những câu chuyện chân thật, ngập tràn cảm xúc về bốn chàng trai và ba cô gái trong hành trình đi tìm một nửa của mình. Hãy lên chuyến xe hồng, hãy cùng nhau trải nghiệm, hãy cùng sát cánh bên nhau trên chuyến xe tình yêu, rong ruổi khắp các miền đất nước trong sứ mệnh kết nối những trái tim để những câu chuyện tình yêu mới lại bắt đầu. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi rất vui mừng khi giới thiệu tới quý vị và các bạn một khách mời mới trong chương trình hôm nay của chúng ta, một cô gái rất xinh đẹp. À, cảm ơn sự khen tặng rất là xa xỉ của anh Xuân Bắc. Và kính thưa quý vị, hiện ngồi bên trái anh Xuân Bắc là một chị nhà báo rất là mà Bảo Thi rất là yêu quý, đó là chị Thùy Trang đến từ báo Lao Động. Và một tràng pháo tay đón chào chị Thùy Trang. Theo dõi cái chương trình Hành trình kết nối những trái tim rất là lâu rồi và đăng ký cũng rất là lâu rồi, nhưng mà tới nay thì cái ước mơ của tôi mới trở thành sự thật là tôi được ngồi ở đây, và cho nên là rất là hồi hộp. Giống như anh Xuân Bắc ngay từ đầu đã nói với tôi là tim đang đập thình thịch, rõ ràng là thình thịch, nhưng mà không phải hồi hộp mà vì vui vì tôi đã được chuẩn bị được nói những gì tôi đang nghĩ. Đánh giá chung của Thùy Trang về tình yêu của các bạn trẻ bây giờ như thế nào? Nói một cách chính xác là nhanh gọn và lẹ. Nhanh gọn lẹ, đó là tình yêu, tức là nhanh mạnh, gọn chính xác lẹ, nhưng mà có chính xác không chị? Có chính xác không ạ? Tất nhiên là rất chính xác, tại vì tôi tin vào cái cảm nhận mà rất là trẻ trung và rất là quyết đoán của các bạn trẻ, cho nên là nhanh gọn lẹ nhưng mà chính xác. Thật sự thì ngày hôm nay thì anh Bắc với Bảo Thi rất là vui khi được đón chào chị Trang tham gia cùng ngồi đây và nói lên ý kiến của mình cũng như những cái nhận xét về tình cảm của các bạn trẻ trên chuyến xe này. Và bây giờ chúng ta rất là hy vọng sẽ mang đến cho khán giả những khoảnh khắc và những tập phim thật sự thú vị. Xin mời nào. Ở số trước, Súng và Cayo đã tay trong tay ra về hạnh phúc. Chuyến xe hồng đón thêm hai thành viên mới, Xí Muội và Ben. Chuyến xe hồng sẽ đến những đâu? Tình cảm của các thành viên sẽ diễn biến ra sao? Mời các bạn cùng đón xem. Rời thành phố biển Nha Trang xinh đẹp, hôm nay chuyến xe hồng đưa các bạn đến tỉnh Ninh Thuận. Điểm đến của ngày hôm nay là làng gốm Bầu Trúc, một trong hai làng nghề gốm thủ công cổ xưa nhất vùng Đông Nam Á, nằm cách thị xã Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận khoảng 10 km về phía nam. Cái hồn của gốm Bầu Trúc chính là sự kết hợp giữa đất, cát, nước, lửa cùng những kinh nghiệm, kỹ thuật chế tác độc đáo của các nghệ nhân. Nguyên liệu làm gốm được tạo ra từ các hạt cát nhỏ, mịn, màu vàng nhạt, trộn với đất sét do phù sa sông qua bồi đắp để tạo ra xương gốm. Các công đoạn phơi đất, ngâm đất, trộn cát, xe đất thành lọn đến tạo dáng, trang trí sản phẩm trước khi nung ngoài trời đều được các nghệ nhân làm thủ công bằng tay hay chân. Để tạo ra một sản phẩm gốm hoàn chỉnh, những nghệ sĩ bậc thầy về chế tác hình khối, kiểu dáng này chỉ cần một chiếc đe và những công cụ hết sức thô sơ như vỏ sò, que tre, con dao, chiếc thìa. Qua đôi bàn tay khéo léo, óc sáng tạo của mình, các hình hoa văn, họa tiết sống động lần lượt hiện lên trên các sản phẩm gốm. Đoàn đến thăm nhà nghệ nhân Đàn Xem, một trong số ít các nghệ nhân còn lại của làng. Lần này họ sẽ xin phép ở lại và học nghề ở Bầu Trúc trong 3 ngày. Tối hôm đó, 7 thành viên được nghệ nhân giới thiệu về quy trình làm gốm của người Bầu Trúc. Công đoạn đầu tiên là lấy đất. Đất để làm gốm là đất sét do phù sa sông Quao tạo nên. Họ phải đi 5-6 cây số để lấy loại đất đặc biệt này. Mạnh bạo đến mức làm Xí Muội phải sợ. Nhưng Xí Muội sẽ còn sợ hơn khi nghe những dòng nhật ký của anh chàng. Không biết mình sẽ chinh phục Xí Muội là do Xí Muội có cùng sở thích với Cayo hay là vì lý do mình chưa thể quên được Cayo. Bo còn tâm sự thêm, nhưng Bo cũng có chút gì thích Xí Muội. Tao chặt gì, đứng chơi làm gì? Lấy quần. Không có vậy. Mở kèn ăn bánh à. Good. Rồi. Cảm ơn anh giảng mạnh nè. Đang chào. Nhưng cứ cách chinh phục kiểu này thì mất điểm. Tay dơ sao bóc ăn được. Từ tạo hình tới khâu nung để hoàn thành sản phẩm, các cô gái sẽ được tự chọn cho mình một chàng trai mà họ thích. Bây giờ ba bạn nữ
Nhỏ tôi dọn trước đi. Đi chọn kèn. Trước luôn á. Rồi, anh chúc các em được sản, được những sản phẩm đẹp nhá. Chọn anh dễ. Học sẵn thất vọng. Rồi, cố gắng lấy sản phẩm ra. Chơi. Chọn là không chịu đó. Em chọn đi. Thôi, dạ, dạ. Ô, đẹp trai dễ thương nè. Dạ, phân tâm, đứng cho phân tâm. Em hả? Hồi hộp à. Hai hộp. Nhưng hóa ra chàng Bo không mất điểm như anh chàng tưởng. Chọn Ben, nhưng đây mới là suy nghĩ của xí muội. Anh Bo chăm sóc mình dữ quá là mình thấy ngại. Nhưng mình thích tính cách đó của anh, vô tư và tốt bụng. Ben à? Con gái đúng là khó hiểu. Thôi, một mình vẫn phải làm ra sản phẩm đẹp. Rồi, cảm ơn anh Lũng. Cuộc thi bắt đầu. Giờ em làm phần cái ly đi, làm cái quay chứ. Sẵn sướng vậy ạ? Em biết vẽ con mắt người phải không? Ừ đó. Em vẽ hình tròn thôi, gì đâu. À, bên giả thấy cái chữ kẹt. Ờ đó, nó nhanh, chữ nổi nó đẹp hơn nha. Thấy chuyện của Cao viết xuống, anh nghĩ là sau này họ sẽ có kết quả không? Có đó. Nhưng mà người ở ngoài Bắc này ở trong Sài Gòn. Phương, họ vẫn đen chứ. Anh càng có vẻ không quan tâm đến vụ mà khoảng cách ha. Đó là bình thường, cậu vẫn đen chứ mà khoảng cách ha. Còn cách nó cũng lớn lắm chứ bộ, nó cũng làm cái bức ngăn cản cũng lớn lắm chứ bộ. Bởi anh là bình thường, vì anh bị ràng buộc bởi cái gì. Phải anh là tự quyết định cho anh nên chẳng vấn đề chứ mà lại. Vì phản người nào phải cao cao một tí là cũng không hiểu. Ủa vậy là Bo cao hơn Bi một tí thì được không? Được không? Tiêu chuẩn của Bi là phải cao 1m7, 1m75. Trời ơi! Bé Bi, cô nàng với một danh sách dài các tiêu chuẩn kén bạn trai, hôm nay bất ngờ bộc lộ tình cảm của mình. Anh người như em có cơ hội với anh Kèn không? Anh Kèn? Vì sao? Mà... Tại vì sao em hỏi câu đó? Người như anh thì đang... Anh có điểm nào tốt hơn mình giống như người như anh? Anh có nhiều điểm tốt chứ bộ? Anh suốt ngày toàn làm hồi trời không à? Không, em thấy anh quan tâm đến gia đình của anh thì em thấy anh có tình cảm. Tại vì sao em biết anh quan tâm tới gia đình của anh? Nhưng Kèn vẫn là Kèn. Nói với công chúa thẳng thế nào, với Bi cũng thế. Và có lẽ Bi đã không chọn đúng thời điểm, bởi đây mới là tâm sự của Kèn trong buổi sáng hôm đó. Lại thêm một lần chọn người, anh không được cùng em làm việc chung. Chán thế. Ngồi nặng tượng mà anh cứ chú ý đến em. Mọi lời Bi nói anh đều không nghe, anh chỉ nghe mỗi lời em nói. Ngồi gần em nhưng không thể đến bên em, không làm gì hơn là ngắm em từ xa. Thì ra lúc này, trong lòng anh chàng tưởng trơ lạnh như đá này vẫn là hình ảnh công chúa. Kèn và bé Bi, hai người đều tính cách rất thẳng thắn. Bé Bi có thể nói là bộc trực á. Cho đến giờ phút này thì tôi có cảm giác bé Bi là một người rất dễ thương. Dạ. Theo thì Bi còn cơ hội không? Anh nghĩ là chắc không. Tuyệt đối không nhá. Tuyệt đối không. Còn theo em thấy là bé Bi á,
mình đã biết rõ Baby là một người mạnh mẽ đúng không? Và Baby đã bị từ chối. Cái hành động vừa rồi của Kèn là một mặt nào đó nói lên sự từ chối của Kèn rồi. Rõ ràng luôn chứ không phải một mặt nào không phải ý gì. Thì chính vì vậy một người phụ nữ như thế, mạnh mẽ như thế và quyết đoán như thế, và thậm chí tôi nói hẳn là rất là cá tính, thì chẳng bao giờ người ta lại bị từ chối lần thứ hai, tôi nghĩ thế. Người ta sẽ không bao giờ để mình rơi vào một tình thế rất là khó xử. Tôi thì tôi cho rằng Bi tiếp tục tấn công. Tôi lại không tin như thế, tại vì tôi nghĩ là vậy là lần này em với chị Trang đồng quan điểm, còn Bắc là một quan điểm trái lại. Thôi thì để xem là ai đúng ai sai nha quý vị. Trái tim cô đơn của Bi đành đi tìm một trái tim cô đơn khác để tâm sự. Đầu tiên là Bi thổ lộ. Người ta không thích mình thì cố gắng mà cứ vươn tới là chẳng mệt mỏi. Hai người là mệt mỏi. Rồi kia này tỏ đi không thích mình này tỏ đi cố gắng này mình thích. Thì giống như là đặt trường hợp như là Bon với em bữa bên Duyên Súng với KO vậy á. Nên sau này Bon... Thì sau này từ hồi bữa mình thất bại như cái đó. Thì sau này mình nên Bon nghĩ mình không có nên... Không có nên mà không tự tin giống như lần trước nữa. Để mất KO về với Súng, Bo giờ bỗng trở thành nhà tư vấn tâm lý. Mà trưa nay đã trải lòng rồi, trải... Cái này là trải lòng. Cái này là trải lòng rồi. Ở giữa chốn đông người. Còn mình muốn trải lòng chuyện riêng tư, tình cảm của mình. Mình phải tìm một góc riêng tư nào đó. Thì tình cảm nó mới tiến triển hơn. Nhưng nhà tư vấn tâm lý cũng không quên tranh thủ. Thấy xe mùi sao, tính cách sao? Sao chứ? Là vậy? Nói gì không hiểu gì từ gì xí xến gì? Thì đó, thì qua nói chuyện tí, bắt chuyện tí. Tại ông bây giờ ông đang rảnh mà. Rảnh người ta đang có bạn làm chung thì sao qua? Quyên Bi phải mạnh mẽ, phải có không gian riêng tư. Đến lượt mình, Bo nhờ công chúa dẫn đến chỗ hai người. Xí. Hai đẹp nha. Xí. Cái đó là gì vậy? Nhật ký chàng cô đơn đêm đó viết: thật bực bội một chút vì cô xíu mùi lại chọn Ben. Lâu lâu cứ lén lên chỗ hai người này làm để xem trộm. Nghe lời quân sư của Bo, tối hôm đó em thấy đối anh Càn em cảm thấy khó tiến lại quá, nên nhiều khi không biết là mình có làm khi em nói là em thích anh, là em không biết là em có làm đúng hay không. Thì thấy anh Càn có lẽ anh em cứ suy nghĩ gì như em cứ suy nghĩ nhiều thế lớn. Nhưng chọn cách này thì có lẽ chưa có sách nào tư vấn. Anh rất là giống chú em. Em nói thật sự, cả ngoại hình lẫn tính cách anh rất là giống chú em. Em với chú chơi rất là thân. Em rất là thân với chú. Chú cũng vui lắm. Chú cũng thương em lắm. Nên khi mà em gặp anh, em cảm thấy rất là quý. Chú dáng giống quý chú á. Quý hơn chứ, tại vì anh khác chú em mà. Chú giống chú cháu á. Không, em quý đặc biệt hơn. Em